Ok, hôm nay Tion đang tại sân bay Tân Sơn Nhất để tiễn hai fan cuồng của Tion về Nhật. Cảm ơn các bạn đến đây nhé. Ok, thank you. Bye bye nha. Ok, bye bye. Rồi, chuẩn bị có đứa khóc nè, tao biết nè. Đi về đi. Gì muốn ở lại hả?